Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Hiện Đại Vô Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay mình sẽ review sữa TH2Milk Jus Milk nha. Jus này hình như là trái cây này, Milk là sữa. Và sữa trái cây nha. Đây, nước uống sữa trái cây dầu tự nhiên, thể tích là 300ml nha. Cái này là câu chuyện thật của TH này. Là cái câu chuyện này là sinh tại sao là có chữ sữa chua TH, mình sẽ đọc mọi người nghe nha. Khát khao khai mở một con đường, một sứ mệnh, chân quý mẹ thiên nhiên, người đã cho ta những cánh đồng vàm ươm, những hệ sinh thái trái cây cùng ong bướm xây nên mật ngọt cho đời. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã chất lọc một cách tự nhiên các vị ngon, ngọt, bổ dưỡng. Đó cùng kết hợp với dòng sữa tươi sạch TH2Milk bằng những sản phẩm mang tên TH2Milk hoàn toàn tự nhiên. Đấy, cái này là số dịch vụ cho các khách hàng này. Đó, cái này mã vạch. Cái này là một chai này có giá là 11.000 nha. Đây sẽ có, đang có chương trình rút thăm trúng thưởng nè. Có 100.000 giải 12 nè. 50.000 giải 12 giải này. Đấy. Cái này là 600.000 thẻ điện thoại, 10.000 50, 100, 500 nha. Và 12 giải trúng iPhone này, rồi trúng gì nữa này. Đó, này quét mã QR này, tìm mã giải thưởng trên dưới thân chai, quét mã QR hoặc nhắn tin dự thưởng tới tổng đài nha. Thời gian diễn ra chương trình là 20 tháng 4 đến 14 tháng 7 nha, là tất cả là 3 tháng. Đó, mọi người sẽ dùng quét nha. Cái này là thành phần là có nước này, sữa bò tươi, đường, nước dầu ép từ nước dâu cô đặc, nước táo ép từ nước táo cô đặc, chất ổn định, điều chỉnh độ axit, hương dâu tự nhiên nha. Bảo quản nơi khô mát. Sản phẩm này có chứa sữa này. Cái này sản xuất tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An nha. Nhìn rất là đẹp nha. Đây sẽ là ngày sản xuất và hạn sử dụng này. Mùng 10 tháng 3 đến 10 tháng 9, 6 tháng nha. Đó, giờ sẽ mở ra. Đó. Đây là cái mã QR của người quét đây này. Đây, như mã QR đây này. Chắc có mỗi chỗ đấy là có mã QR hoặc là đây này. Bóc sản phẩm để tìm mã. À đây. Cắt cái đường này ra để thấy mã trúng thưởng nha. Giờ sẽ mời mọi người uống thử sữa trước rồi mình cắt cái mã trúng thưởng ra nha. Mọi người làm một nắp nha. Sữa béo béo. Ở trong nó có vị dâu, cái vị thơm của trái cây rất là thơm. Còn vị sữa uống béo. Sữa này uống thoang thoảng giống mùi của sữa ông Thọ với lại sữa cô gái Hà Lan á. Rất là ngon, vị dâu cực kỳ thơm nha. Giờ sẽ là đậy nắp lại. Giờ sẽ cắt này ra nha. Chắc là xé đây cũng xé được đấy. Các thấy này có cái gờ để xé này. Không xé được thì sẽ cắt nha. Để sẵn chỗ để cho mình cắt này. Đấy. Móc lên là có cái gờ ra nè. Đấy. Mình từ từ xé thôi, nó rách nè. Rách là không lấy được cái mã QR, là không được trúng thưởng nữa. Nó chắc phải cắt thôi. Còn xé thấy nó cứ chóc chóc này. Nó sẽ út kéo ra cắt dần ra. Theo đường này mọi người cắt nha. Rất là khó cắt nha. Rồi cái này nó ở thân chai nó có gờ lõm lên đấy. Đó. Đó, giờ sẽ xé ra. Mã nằm đây này. Đây có mật khẩu nhưng mà khẩu đặt thẻ, mọi người nhắn tin nha. Ghi rõ rồi này. Hơi mờ mọi người nhìn thấy không? Vui lòng sử dụng mã dự thưởng bên dưới này. Cách 1 là truy cập vào trang web nha.
hoặc quét mã QR ở mặt trước của nhãn để mã dự thưởng tham gia chương trình nha. Đây này, mã QR này. Đó, mọi người có thể vô quét mã QR này cũng được nha. Đó. Còn cách thứ hai là soạn tin nhắn theo cú pháp TH dấu cách và cái mã này. Rồi xong gửi về tổng đài. Hết 1.000 một tin nha. Thời gian cuối cùng nhập mã dự thưởng liên hệ 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 7 2022 nha. Đó. Hoặc là mọi người có thể gọi là hotline là 1800 545640, bấm phím 4 miễn phí cuộc gọi nha. Đó, mọi người có thể dùng cái mã này nhắn tin đã hết 1.000. Còn có thể dùng mã QR. Đó, để tìm mã dự thưởng nha. Mọi người nhớ làm theo nha. Mình giấu đi chứ không có mọi người xài mất cái mã của mình rồi mình không có mã trúng thưởng nha. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Nhớ like, đăng ký kênh cho mình nha. Mọi người nhớ nhắn tin dự thưởng để biết đâu có thể mình sẽ là người may mắn trúng thưởng nha. Xin chào, hẹn mọi người trong video mới nhất nha.